Anh em vào xỉu nữa, mình từ lũ X8 lúc quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Trước khi vào phần chính của video thì chúng ta cùng check một chút về cái gói limited gift pack của tháng 8 này các bạn nhé. Trong mỗi tháng thì sẽ có, theo mình nhớ là có 2 lần có gói limited gift pack dành cho những người chơi hệ Visa hoặc là Mastercard loại thế. Các bạn có thể dùng 45 đô để đổi lấy 50 mảnh hồn vũ khí hoặc mảnh võ sĩ trong từng tiểu đợt. Đợt này thì sẽ là Metecool và Terry Sói Đói. Với những bạn chơi theo phương án này thì sẽ tiết kiệm được một lượng kim cương khổng lồ. Tổ á các bạn, các phần thưởng phụ sẽ là hồn hiệu hồn sách thôi chứ không còn cái gì khác. Các gói này thì một số người bạn nào mà không điều kiện thì sẽ khá là đắt đỏ. Và theo mình thì gói này cũng chỉ dành cho người chơi hệ Visa thôi. Còn các bạn nào mà không có điều kiện thì hãy tính toán xem nó kỹ hơn một chút nhá. Về cơ bản thì những người nào có điều kiện thì sẽ chơi trò chơi này dễ hơn. Có nội dung chính trong video ngày hôm nay sẽ vẫn là vị trí MS Sekidemon. Chu Hạc vừa mới nâng cấp Sekidemon nâng đến tầng cao nhất, đó là tầng S Max, và đang hy vọng nó có khả năng gánh team với một cái bộ rune hồn lực, thì hồn lực bão tố rồi. Với cái bộ rune đó là rune chí mạng, thì chúng ta hãy cùng xem bộ rune chí mạng này có giúp cho Kari, giúp cho Seki có cái lượng sát thương tốt hơn là cái bộ sáu sói không các bạn nhá. Thật ra là không có bộ sáu sói nên đành phải dùng thôi. Mình thấy hay thì mình vào mình làm luôn. Và ngoài ra thì cũng tư vấn các chủ một chút về trong tương lai thì sẽ đi theo hướng như thế nào, lấy võ sĩ nào và thay ai là hợp lý. Trước tiên về mặt đội hình võ sĩ thì theo mình, thứ nhất đó là team tương đối thiếu về mặt phòng thủ. Hiện nay thì Trang Béo mới chỉ ở trạng thái 5 sao, do đó nó không thể đóng một vai trò phòng thủ cứng được, đã khỏe được. Kurabang, các bạn biết rằng thời điểm hiện nay kể cả khi đã lên đến tầng cao nhất là tầng S-Max thì cũng không còn là một tanker cứng nữa. Cứng hiện nay nó phải là Maxima, nó sẽ phải là Billy trong tương lai sắp tới, nó phải là Hotaru đấy, mấy bạn còn cứng hẳn luôn các bạn ạ. Chỉ Kurabang rất nhiều người chơi đã đưa về hàng sau rồi, cho nên theo mình ở vị trí hàng trước sẽ khá là toan nếu như sử dụng một đội hình ba võ sĩ như thế này. Thế nên trong tương lai mình sẽ đề xuất đó là đưa Trang Béo về phía sau làm con chim mồi. Hiện nay đang bắt con Metro là con chim mồi, mình thấy nó hơi khổ. Còn vị trí Athena thì thay thế đi, vì Athena này chưa ở trạng thái S-Max 5 sao không hồn vũ khí, thay đi là quá sướng các bạn ạ, vì không còn có trách nhiệm, rũ bỏ được cái gì mà không phải có trách nhiệm, nó là sướng nhất luôn các bạn ạ. Chứ nhiều cái mình biết là muốn rũ này mà không rũ được vì còn phải có trách nhiệm, đúng không? Nó lâng lên đầu tư vào nó nhiều quá rồi, giờ không rũ được. Rồi, còn vị trí Mizuchi cũng là một vị trí tương lai lâu dài cũng sẽ phải gỡ ra dù đã đầu tư vào nó quá nhiều rồi. Như thế nào nhỉ? Khi mà các bạn đầu tư vào nó quá nhiều nhưng mà đến cái thời điểm có những thứ tốt hơn thì thay thế, vẫn phải thay thế mà thôi. Rồi, đấy là định hướng cho hàng này nhé. Còn thay cái gì thì mình vừa nói rồi, chúng ta cần thêm một con tank. Mizuchi thì các bạn sẽ thay vào một con có thiên hướng sát thương. Tanker thì các bạn tùy chọn, theo mình tốt nhất hiện nay vẫn là Billy chữ tàu hoặc là Yashiro thổ, tùy các bạn có khả năng nhẫn nhịn tới đâu. Nhẫn được lâu thì chơi Yashiro thổ, nhẫn nhịn kém thì chơi Billy làm sao. Nhị môn không hồn vũ khí là yêu cầu rồi. Cho chúng ta quẩy trong đội hình thôi. Trước tiên thì mời các bạn ngó một chút về bộ hồn lực 5 để các bạn nắm được cái sơ đồ. Này top 1x thì quả nhá, đánh vào top 0x nhá khá khó khăn. Ngay cả khi mà đã nâng được Enmax Seki, đối đầu với người chơi không có Enmax Seki, Stormfire Shout hồn lực 5 báo tố cho Sekidemon, 4 sao ăn gieo trinh đánh cho Metro. Hội còn lại thì các bạn tự ngó, nó không quá quan trọng. Mizuchi được cầm cái Warden 2 sao cũng khá là ngon đấy các bạn ạ, giúp cho nó có khả năng sống lâu hơn. Theo mình thì lên để vị trí cái con này, còn con Trang Béo vào giữa để cho nó sau này nó chết đi sớm thì Mekula và Sekidemon nó sẽ đỡ bị ăn sát thương lan của nhau. Bộ rune thì các bạn ngó rồi, chúng ta không có rune sói nên là không cây giảm khá sát thương phê địch đâu. Mà quánh hoàn toàn là chí mạng của Sekidemon. Các vị trí khác như là Metro sẽ là vị trí chim mồi, ai bảo nó có chỉ số công cao nhất. Thôi đành phải chấp nhận thôi, nào quẩy thôi. Ban chiều thì mình cũng có vào The First Debut để đấm nhau với các hội từ 1 từ cái hội nhỉ, từ 2, 3, 4. Thì hội này đều chưa có Enmax Sekidemon các bạn ạ. Người ta không cần chơi Enmax Sekidemon luôn nhưng vẫn leo là một top rất cao. Còn đặc này đang đầu tư vào Enmax Sekidemon, hơi thụt một chút về mặt lực chiến. Thì chúng ta cùng xem nó có thể lên được trên không nhá. Đầu tiên mình sẽ đấm nhau với bạn, em là Clone này. 5,9 triệu lực chiến. Và phe ta như vậy đang phải chịu thua thiệt đâu đó khoảng 300k lực chiến. Cùng xem có vượt qua được bạn ấy không nhá.
Tập này thì các bạn nào mà chưa có Emax Sakiremon thì nghe chừng là quấy lắm, nhưng mà cảm thấy khổ sở lắm. Nhưng ai chơi lâu rồi, kinh nghiệm rồi thì phải biết nó là cách chơi, nghĩa là chơi là phải nhẫn nhịn, vừa chơi vừa nhịn, chơi game phải nhẫn nhịn này, nhưng không phải công đòi chơi game cái giải trí chơi bừa, chơi bừa đi thì công phải top 3x, 4x, 5x, chơi bừa chơi bậy thì, chứ còn đã muốn leo top cao là phải có tính toán. Đối phương là người hơn uy. Và rồi mình hơi bất ngờ khi mà nó lại chọn vào vị trí trang béo là chứ không phải Major. À mình nhìn nhanh là Major bị giảm, bị ám này các bạn ạ, cho nên nó sẽ bị giảm các chỉ số. Đấy là mình nhìn nhanh là mình đoán là như thế nhá. Rồi lượt 1 bên Feta khá thành công, không có ai phải nằm xuống. Và Seki thì vẫn phun nộ, được tung tuyệt kỹ tới 2 lần, toàn bộ đồng minh sẽ được hồi máu. Rồi thậm chí Athena còn được giải hiệu ứng luôn các bạn ạ. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Metro bị ám rồi nên là sát thương chắc cũng không nhiều đâu, hợp lý thôi. Khả năng là sẽ ăn được khiên, lấy được khiên của Kulabang rồi. Đấy, các bạn để ý rằng đối phương đưa Kulabang ra hàng sau và đưa Mizuchi lên hàng trước. Còn Feta thì cho tất ra hàng sau, thay vào đó trang béo lên hàng trước. Sự khác biệt ở hai bên đó là đối phương dùng Hotaru và bên Feta thì dùng trang béo. Đối phương dùng ca phẩy, còn Feta thì dùng Major. Theo mình thấy thì ca phẩy tốt hơn Major vì nó búp được cho Seki. Ngoài ra thì bên đối phương là người hơn uy nên dùng ca phẩy sẽ tốt hơn. Major ngày xưa về cuối trận có khả năng đập như đập đối thủ như đập ruồi, nhưng bây giờ thì không còn điều đấy nữa rồi. Cơ chế game là thế thôi, đúng không? Thời điểm mà Major làm mưa làm gió nó qua rồi. Sấp xỉ 9 triệu sát thương. Tiếp tục. Rune chí mạng thì nó nổ ngay ở lượt 1. Rồi các bạn nhìn lượt 2 vẫn lên đến sấp xỉ 10 triệu sát thương. Như vậy các bạn để ý rằng rune chí mạng vẫn rất ổn, chứ không có vấn đề gì cả nhá. Lượng sát thương là không hề yếu, khi mà nảy chí mạng rất cao luôn. Nên là các bạn nào mà không có rune sói thì vẫn có thể dùng rune chí mạng được, hay còn gọi là rune sát thủ đấy các bạn ạ. Mizuchi thì đang cầm cái rune gì ấy. Trận này Feta mặc dù thua được chiến, thua lực, nhưng mình nghĩ vẫn có cơ hội thắng. Ở lượt 2 Major lổ rune thì các bạn nhìn thấy sát thương nổi trội luôn, và cũng dựa vào chí mạng. Đối phương mà có một cái võ sĩ nào đấy có khả năng tăng tỷ lệ kháng chí mạng cao thì bên Feta sẽ thua thiệt. Không thì vẫn thành công thôi, áp dụng vẫn thành công, mà mình nhìn thấy tương đối thành công đấy. Rồi, đối phương chưa có Enmax Seki, đó là một bất lợi rất lớn. Đối phương có cái gì làm sát thương? Ca phẩy, một võ sĩ mà quá dễ dàng bị Kulabang nó khống chế, giống như Major bên Feta thôi. Đấy, các bạn thấy điểm hơn Feta đã quá rõ rồi. Dù Feta thua về mặt một chút lực chiến và uy lực, nhưng với Enmax Seki lại sẽ có chiến thắng thôi. Đây là một sự đánh đổi khá lớn. Sau khi lâng xong Emax Seki thì mình biết rằng của lão Dark Sai chỉ còn có dưới 200 mảnh vạn năng. Và điều đấy nghĩa rằng nếu như lấy võ sĩ về trong vòng khoảng 2 tháng tới thì sẽ cùng lắm nhá, là lên được lên 6 sao, chứ không thể lâng được bán môn. Đấy, về cơ bản là sẽ tốn rất là nhiều nguồn tài nguyên, hụt tài nguyên đấy, để thay cho một con. Còn thay luôn hai con thì nói thật với các bạn là không đủ đồ. Đấy thôi, mỗi người sẽ có một chí hướng riêng. Đấy, còn mình nghĩ là những người chơi khác thì người ta sẽ lựa chọn là bỏ qua Smax Seki, thay vào đó có thể là chơi Smax chít hỏa, chờ Smax chít hỏa rồi những cái con gần gần, đúng không? Thì cái này là mỗi sự lựa chọn của mỗi người thôi, mỗi kế hoạch toan tính của mỗi người. Bây giờ thì chưa thể có đáp số ngay được, bởi Smax Seki nó đang thể hiện độ hữu dụng chắc chắn là như vậy rồi. Đấy, cả về mặt phòng thủ lẫn mặt sát thương, về mặt búp. Thế nên ai có Emax Seki, người đấy sẽ có một cái tỷ lệ chiến thắng cực cao. Còn đâu theo mình tình, theo đâu theo theo suy nghĩ của riêng mình thì đường dài mới biết ngựa hay. Đấy. Trừ phi sau này bạn ấy tích lũy rồi nhé, mà cuối cùng đua xong, ví dụ Emax xong chít hỏa nhé. Đấy, mà đối phương mà vẫn thua ấy, thì mình thấy mình thấy là biết được ai đúng ai sai rõ ràng. Nhưng mà mình biết là Emax chít hỏa nó khỏe lắm. Các bạn nào mà om được em mắc chít hỏa thì sửa lắm, ngoài 22 triệu đây, mình trổ to vãi. Gì nhỉ, còn đâu, tất nhiên các bạn vừa S mắc Seki vừa em mắc chít hỏa được thì kinh rồi. Vấn đề có nâng cấp được không thôi.
Bên đối phương gần như chỉ có rồi giờ đầu có chịu đấm rồi. Lý do khá đơn giản là chẳng có ai gây được sát thương. Ai gây được sát thương? Chẳng ai. Hàng tanker bên phe ta phải nói là không mạnh, nhưng mà để xuyên thủng được thì đối phương cũng chẳng có người nào. Trong khi đấy bên ta vừa có Mitchell vừa có Sankey Demon, có tới hai sự lựa chọn, chói một con vẫn còn một con. Còn bên đối phương bên mình chói ca phẩy là coi như xong luôn rồi, thậm chí chẳng cần chói ca phẩy, cho ca phẩy đó cũng chưa xuyên qua được ấy chứ các bạn. Còn Hotaru thì hàng sau cơ, nhưng Hotaru hàng trước anh chỉ phòng thủ thôi, nó không có vai trò sát thương. Thiếu tanh cơ thì mới cho Kula, thì mới cho Hotaru lên hàng trước. Bạn em là clone này mình nghĩ hoàn toàn để đưa Kula băng lên hàng trước được. Hơn Huy mà các bạn, Huy của bạn ấy 78.000 là một chỉ số Huy cao. Mày trò Lam sướng thật đấy, mình cứ tưởng là không ra gì mà có lẽ hơi nhầm. Đập vẫn ác các bạn ạ, toàn 14-15 triệu Lam trở lên. Mấy trò được cầm hồn được Lam debut. À quên, hồn là Lam ăn giao trinh. Một cái hồn được Lam mà càng về lết càng khỏe, nên nó là phù hợp luôn với mấy trò. Bên phe ta thì chủ yếu là hồn lực thiên hướng về chiến đấu, tấn công chứ không có hồn lực phòng thủ mấy. Hồn lực bảo vệ mới có 2 sao, hồn lực ám giảm công bên đối phương thì 1 sao à. Rồi, Major bất khiên không? Hết khiên, chết luôn. Mình nghĩ phe ta vẫn từ từ ra, mày ao chưa thắng đâu các bạn này. Còn Xmax Athena đối phương khỏe thế nhỉ? Mình cứ tưởng nó yếu mà nó khỏe thế. Không rất nhanh thằng ca phẩy đối phương bên mình thua đấy. Ở những lượt mà không nổ được run chí mạng lượt 6 này các bạn thấy Saiki yếu đi hẳn luôn, sát thương không thể giết được người. Còn sát thương ở Mizuchi thì các bạn thấy tèo này, không có sát thương luôn ấy. Ca phẩy vẫn hữu dụng đấy, coi thường nó là chết đấy. Rồi, chói Mizuchi là tốt rồi. Saiki quan trọng hơn mà các bạn. Mình tưởng con Athena mà giống một loại Athena nó vẫn khỏe lắm các bạn ạ. Nguyên do là bên mình, theo bên mình, bên mình không có cơ chế phòng thủ đủ khỏe để chống lại con bên đối phương. Không có ám các bạn ạ. Chẳng có ám biết gì cả, không có giảm công giảm biết gì đối phương cả. Ý là không có con ám để giảm công ấy. Ê, các bạn ăn theo nào trí như thế thì sống làm sao được. Rồi, Saiki đối phương chưa S-Max nhưng đã tứ môn, khỏe lắm. Để giết được nó cũng còn mệt lắm. Mà hàng phòng thủ của ta cũng không phải quá cứng. Rồi, ca phải đấm thấm đấy các bạn. Thua rồi các bạn ạ, khỏe vãi. Thế mình bảo các bạn đừng có ham hố quá vị trí Saiki. Đánh với ông nào, toàn trên 6 triệu, được rồi đây ông có ông 5 triệu, ông lọt vào đây cũng hơi bị kinh luôn các bạn này. Đây là siêu nữ kẹp với Mizuchi. Đội hình chuẩn của bạn này thì tổng có phải đến lên tới khoảng 5,8 triệu sát thương nhá. Đấy, chứ không phải mỗi người này. Có điều bạn ấy dùng vị trí Athena cho nên nó sẽ bị giảm đi một chút. Nhưng vẫn là một đội hình mạnh đấy. Cái chính là không biết bạn ấy đã S-Max Saiki chưa. Nếu họ S-Max Saiki thì chắc chắn họ thắng phe ta. Còn nếu họ chưa S-Max Saiki thì cơ hội vẫn dành cho phe ta. Bởi hai bên đều có những võ sĩ rất giống nhau. Một mình Hotaru theo mình là không cân lại được thằng S-Max Saiki. Sáu triệu sát thương của Mizuchi, người ta không dám dồn đồ vào cho Mizuchi vì Mizuchi dễ chết quá các bạn ạ. Nhiều con nó giết được Mizuchi. Chúng ta xem đối phương sẽ tiến hành như nào.
Rồi, chỉ là một con Saiki thường thôi, thì chưa được nâng cấp S Max. Metro sẽ không được thi đấu. Không vấn đề gì cả. Rồi, tương đối thấm đấy các bạn ạ. Xít chết Mizuchi. Phòng thủ Feta không mạnh đâu. Đó, đập thêm mấy phát nữa là chết đấy. Vừa rồi quả qua là chưa có ám thôi, chỉ có ám thì toi rồi đấy. Ám của Metro các bạn ạ. Đây là Saiki Feta. Có một cái chí mạng nhưng chỉ có 7 triệu sát thương. Rồi, thêm một cái chí mạng. Sắp xỉ 5 triệu sát thương. Các bạn để ý là nó phụ thuộc nhiều vào cái tỷ lệ chí mạng. Ra được chí mạng thì có sát thương, còn không thì thôi. Còn run sói thì nó ổn định hơn. Thì chơi thế nào thì phải chấp nhận thế đấy thôi. Athena vẫn là hơi bị điên đấy các bạn nhá. Ao đủ điều kiện vẫn còn kinh lắm. Còn Hotaru các bạn thấy cứng nhỉ? Siêu cứng luôn nhỉ? Mất máu không đáng kể. Kinh. Đây là S-Max của Hotaru các bạn ạ. Gớm thật. Nhưng mình tin tưởng rằng các bạn nào lâng S-Max Saiki các bạn thất vọng 1 thì lâng S-Max Hotaru thất vọng 2. Rồi, 10 triệu sát thương, lần này thì ngon. Rồi, 9 triệu sát thương, lần này ngon, đúng là được nổ rune nó khác hẳn các bạn ạ. Athena Feta hơi đều một tí, thành chưa có sát thương. Mang tính chất hỗ trợ thôi. Thằng Saiki đối phương thì cứ đứng lên quỳ xuống liên tục. Rồi, bị trói rồi. Không sao, đợt này đã có Major và Mizuchi, đặc biệt là Major có nộ. Đối phương không có nhiều hồn lực ám đâu các bạn ạ. Hồn lực đối phương cũng yếu thế, không hiểu sao hắn lọt được vào top trong. Hay thật. Rồi, Major sử dụng hồn lực 5 bão tố. Một phong cách sử dụng khá cũ. Nhưng trong team của bạn ấy thì mình thấy rằng cũng là hợp lý thôi, vì làm gì còn ai tốt hơn nữa. Trong team của mình thì ngoại trừ Saiki ra thì mình còn thêm một sự lựa chọn nữa là ai nhỉ? Mình bỏ Mewchi rồi chẳng có ai cả. Các bạn thấy Mewchi gần như không còn cái sức mạnh đáng kể. Rồi, 22 triệu sát thương, đập một phát chết gần hết luôn. Ao, Metro Ram nhìn sướng thế. Hotaru siêu cứng luôn các bạn. Đối với Hotaru hàng trước khỏe lắm. Đúng S-Max Hotaru không nhỉ? Mèo nhanh quá không nhìn thấy các bạn ạ. Mình nhìn nhanh là S-Max rồi đấy. Không có phải không á. Trâu lắm các bạn ạ. Cứ đánh đơn này không làm gì được nó đâu mà. Không thể nào giết được Hotaru đâu. Vì nói gì thì nói sát thương của Saiki thì nó cũng ở mức độ chia 3 thì nó vừa vừa thôi. Amaue nó vừa vừa thôi. Nó không có cái ám gì đáng kể lắm. Có ám lửa đấy. Bình thường nó không phải là sốc kinh lắm. Rồi, trói được Hotaru nó đỡ nhiều ấy. Nó đỡ phản kích, nó sẽ đỡ hồi máu. Bên đối phương theo mình đánh giá là khá yếu về mặt hồn lực. Đối phương chẳng phải ám gì bên mình. À, con Metro đang bị ám yếu lắm. Không có sát thương luôn.
bên mình trận này thắng ấy, không hiểu bên tay đối phương hắn lọt vào tốc kiểu gì, chắc nhờ nhờ thả tốp à, ấy mày trổ vào đoạn cuối bạn bắt đầu đập đấy. Ở đây là Smart Athena chứ không phải mấy con Athena đều đều như bên mình. À, nhưng mà bên Feta cũng còn nguyên nhá, chưa chết cái gì đâu. Miyuchi một mạng. Phản công đây. Rồi, 9 triệu sát thương còn. Cú là bằng ghê nha. Chọi hai con. Anh cho lại bên mình nghĩ thắng hoàn toàn rồi. Không hiểu đối phương đánh kiểu gì mà lại leo vào bên trong top này. Vì ra đối phương chưa em Saki 5 sao. Metro bên mình có mỗi Hotaru được con Hotaru đằng trước, Hotaru mà đứng không thì nó chỉ châu châu ấy, nhưng bảo vệ làm sao cả sau. Khó hiểu nhỉ? Gọi Hotaru theo mình không là không phải một con nhất thiết cần phải nâng lên Smart. Ok, một trận đấu cuối cùng đấm nhau với bạn này đây. Đây qua người chơi chưa có Saiki, có điều thì các chỉ số của bạn thì tốt hơn, bằng chứng là tổng lực chiến lên tới hơn 6 triệu, nghĩa là hồn lực của các thứ đang ngon hơn. Đối phương lúc nãy không có một cái ám nào cho bên mình cả, hay ra bên mình công gọi là đạt mắc binh luôn. Đấy, bên đối phương mình nhìn nhanh là đã có ám rồi kìa. Ám Devil kìa.